Mời quý tín giả theo dõi bài khai thị của thân hải vô thượng sư tại bần hồ Formosa vào ngày 12 tháng 11 năm 1987 với chủ đề sự khác biệt giữa Phật Bồ Tát và phàm phu. Bài đọc được trích từ bộ sách bí quyết tức khắc khai ngộ, nhịn đời giải thoát, sách khai thị quyền 10. bành hồ ít có đồng tu Tôi không lui tới thường xuyên đến đó Nên chưa có dịp làm quen Nhưng tôi ngạc nhiên hết sức Khi thấy có nhiều người đến nghe Nếu chúng ta có thể nhìn thấy chúng sanh vô hình Số người nghe càng nhiều hơn nữa Ở đây có ai nhìn thấy không? giơ tay lên thử coi Người ở bành hồ tu hành khá lắm Nên không nhìn thấy Không ai nhìn thấy cũng tốt Như vậy sẽ không thấy sợ sệt Chúng ta nhìn thấy Phật Bồ Tát ở đây còn sợ huống chi là thấy chúng sanh khác. Lúc tôi đến Nghi Lan thuyết Pháp, có một vị Pháp sư từ Đại Lục đến, đã tu hành mấy chục năm. Tín đồ của ông, tôn ông là Pháp sư Phát Quang, bởi vì thân thể của ông ta có thể phát ra ánh sáng. Đôi khi người ta thấy trên nóc nhà, chỗ ông ta ở có phát ra ánh sáng. Đó là chuyện bình thường, trung tâm của chúng ta cũng hay phát ra ánh sáng. Có người thấy tôi phát ra ánh sáng, đó cũng là chuyện bình thường người tu hành nhất định có ánh sáng người không tu hành cũng có ánh sáng nhưng ánh sáng màu cà phê hoặc màu đen còn người đại tu hành có ánh sáng màu vàng màu hoàng kim màu trắng vì vậy có khác nhau ánh sáng màu đen đương nhiên không có lực lượng người phát ra ánh sáng màu đen tâm của họ cũng đen tối đầu óc cũng đen tối suy nghĩ không rõ ràng làm việc thiện rất ít còn việc ác nhiều hơn, cho nên phát ra ánh sáng màu đen không phải là chuyện dễ thương. Nếu có phát ra ánh sáng, tốt nhất là phát ra màu hoàng kim, màu vàng, màu trắng, vân vân. Ánh sáng màu trắng là tốt nhất. Vị Pháp Sư Pháp Quang có rất nhiều đệ tử và dạy một pháp môn khác thường. Vì vậy cũng bị nhiều Pháp Sư khác công kích. Bây giờ, ông ta không muốn gặp người, không muốn dạy người nữa vì đã lãnh đủ hết những cảm tình ân nghiệp của chúng sanh. Ông ta không thiếu nợ ai, không dạy ai nữa. Bây giờ muốn học với ông ta không phải là chuyện dễ. Ông nhất định không muốn thiếu nợ ai. Có đi một bước, lại ba lạy ông cũng không dạy. Ông ta đã lãnh đủ thái độ báo ân nghiệp của chúng sanh, cho nên không nhận đệ tử nữa. Vì sao tôi nói đến chuyện của vị này? Vì tôi có đến Nghi Lan trước Pháp mấy lần do đệ tử mời đến người ta có mua sách của chúng ta về đọc và cảm thấy ưa thích nên truyền nhau xem đọc. Trong số đó có vị đệ tử của Pháp Sư Phát Quang. Anh ta đọc rồi rất đổi vui mừng, sau đó đọc lại cho Pháp Sư nghe. Vị Pháp Sư nói rằng vị này không phải là tầm thường, ngài có đẳng cấp rất cao. Pháp Sư Phát Quang bảo đưa hình tôi cho ông ta, vị đệ tử nọ liền đưa cho ông xem. Pháp Sư nhìn rồi và nói rằng đây chính thật là phật bồ tát hóa thân sư phụ tức là một đẳng cấp khác tôi là phàm phu cho nên khi tôi nói sư phụ không có nghĩa là làm sư phụ của quý vị tôi nói sư phụ thuyết pháp là vì tôn kính phật tâm của quý vị chúng ta đều là phật bởi thế tôi nói sư phụ tức là một vị phật nói cho một vị phật nghe chứ không phải kẻ phàm phu nói cho phàm phu nghe ông ta khuyên bảo đệ tử của ông mau mau đến học với tôi. Có lẽ vì vậy, họ mời thỉnh tôi đến Nghi Lan thuyết pháp. Bây giờ, ông ta đã tặng hết đệ tử của ông cho tôi. Bây giờ, ông đã quá già và không muốn gặp người nữa. Ông thấy có vị sư phụ khai ngộ như vậy nên vội khuyên đệ tử của ông theo tôi học. Pháp sư như ông không dễ gì tìm thấy được. Đó thật sự là người tu hành. Không phỉ bán người khác, không ganh tị biết phân biệt người tốt, kẻ xấu, đó chính là người tu hành đơn thuần chân chính. Người đắc đạo là như vậy, họ không phỉ bán. Chính vì thế, chúng ta biết rằng, người nào còn có tâm phỉ bán, còn có tâm ganh tị, dường như họ vẫn còn là những chúng sanh đáng thương, còn chưa khai ngộ, mắt trí huệ còn chưa mở, không biết ai là ai mới dám phỉ bán. Nếu không, họ tôn kính các ngài còn không kịp, nói chi là chuyện phỉ bán dù không tôn kính cũng có lòng từ bi. Người có lòng từ bi không bao giờ phỉ bán những người khác như vậy, phải không? Chúng ta là người phàm phu, còn không thích phỉ bán người khác, huống chi là Pháp Sư hoặc Hòa Thượng. Hòa Thượng là gì? Là phong độ hòa bình, cao thượng, nhìn chúng sanh với tầm mắt từ bi, dùng tâm bình đẳng đối đại với chúng sanh, không thể nào lại đi phỉ bán, lại có tâm ngạo mạn coi thường những chúng sanh khác. Đối với những người đó, Pháp sư đó, chúng ta cũng nên có tâm từ bi. Chúng ta biết rằng, họ rất đáng thương vì họ còn rất vô minh. Nếu đã khai ngộ, họ không lộ ra thứ phong độ đó. Họ sẽ có phong độ giống như Pháp sư Pháp Quang ở Nghi Lan, sẽ tán thán điểm tốt lành và thấy được trình độ tu hành của người khác. Có thể, họ sẽ tự mình theo nữa. Không có lý nào ngăn chặn đệ tử mình theo người ta học. Quy y không phải là cứu cánh, tôi cũng đã quy y với một vị sư phụ, nhưng vị sư phụ đạo sư của tôi thì khác. Tôi học đạo với vị đạo sư và vị này khác hẳn với vị sư phụ tôi đã quy y. Lúc tôi còn nhỏ, còn chưa học đạo, lẽ đương nhiên là đã quy y với một vị sư phụ. Vị này dạy tôi không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, vân vân nhưng vị đạo sư giúp tôi khai mở trí huệ, học đạo và đạt đạo, cho nên khác với vị sư phụ tôi quy y, đương nhiên là tôi vẫn tôn kính vị sư phụ tôi đã quy y, cho đến nay tôi vẫn còn cúng dường và cố gắng giúp đỡ những gì họ cần giúp, còn vị đạo sư kia khác hẳn. Quy y là thời gian đầu, lúc chúng ta còn học A, B, C, lúc nhập môn chúng ta học một ít việc đạo đức để chuẩn bị cho thân khẩu ý được đơn thuần nhưng sau này muốn đắc đạo chúng ta phải tìm một vị thầy đã đắc đạo để truyền pháp cho chúng ta vị đạo sư đương nhiên quan trọng hơn vị sư phụ quy y quy y chỉ có được pháp danh còn đạo sư giúp đỡ chúng ta liễu thoát sanh tử cắt đứt vòng luân hồi ngài rửa sạch những vô minh của chúng ta ngài giúp chúng ta khai mở những chỗ chúng ta không hiểu Ngài giúp chúng ta rửa sạch nghiệp chứng đời đời kiếp kiếp của chúng ta. Ngài giúp tổ tiên, thân nhân, bạn hữu của chúng ta được siêu sanh, có cơ hội thoát lìa bể khổ. Trong bể khổ này, được làm người là tốt nhất. Nếu làm ác quỷ, súc sanh và những chúng sanh trong địa ngục mới thật sự là đau khổ. Đau khổ hơn kiếp làm người nhiều. Nhưng nếu chúng ta có một vị đại sư đại khai ngộ, vị thầy có đẳng cấp cao, Ngài sẽ giúp thân nhân chúng ta được siêu sanh. Cho nên vị đạo sư là vị thầy cao cả độc nhất trong vũ trụ này, khác với vị sư phụ, quy y. Đa số pháp sư hoặc thầy có thể dạy dỗ người ta, không phải là không được. Thầy giáo tiểu học, trung học, đại học dạy chúng ta những việc khác nhau. Họ đối với chúng ta rất quan trọng. Một khi vị thầy tiểu học đã làm xong nhiệm vụ, nên để cho học trò lên cấp trung học có phải như vậy không? Đó là trường hợp của phàm phu, chưa nói đến chuyện quan trọng hơn. Cũng vậy, khi vị thầy trung học dạy xong phần trung học, có phải để học sinh lên cấp bậc đại học không? Để giáo sư trường đại học dạy chúng, như vậy mới đúng là cương vị của một vị thầy. Sao lại có thứ thầy, dạy học sinh tiểu học xong rồi, giữ chúng lại, cho rằng đây là học sinh của tôi, vĩnh viễn không rời khỏi tôi, vì tôi đã dạy chúng năm 6 năm? Bây giờ còn muốn học cái gì nữa? Ở Bành Hồ có những loại pháp sư đó, khi đã quy y vĩnh viễn không cho rời bỏ, tôi thấy tội nghiệp cho những loại người đó, vì họ chưa khai ngộ nên đã xảy ra chuyện nông nổi như vậy, thật là tội nghiệp. Tôi không hờn giận, chỉ thấy chúng tranh không mấy khai ngộ thôi và cảm thấy đáng tiếc cho họ. Những người xuất gia tu hành đã lâu, đạt được sự khai ngộ sẽ mang lại lợi ích cho chính họ đem lại sự tự tại cho chính họ và cũng có thể đem lại cho đệ tử được sự tự tại nữa. Nhưng chính họ còn chưa được tự tại, vì vậy sinh ra chuyện phỉ bán. Đối với những người phỉ bán chúng ta không cần phải tức giận, cũng không để ý vào tâm. Lúc Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế, cũng xảy ra những chuyện như vậy. Tuy Ngài đã thành Phật, rất nổi tiếng và rất đạo đức, nhưng vẫn có người phỉ bán như thường về những người phỉ bán còn chưa đạt được đạo. Chỉ có vậy thôi. Thật ra, họ không phải có ác tâm. Nguyên nhân chỉ vì không khai ngộ, cho nên vô minh là tội lớn nhất. Tôi chỉ trách sự vô minh, chứ không trách một cá nhân nào. Bất kể họ là ai, hoặc họ đối xử với tôi như thế nào, phỉ bán tôi đến mức độ nào đi nữa, tôi không trách họ, chỉ trách cộng nghiệp của chúng sanh, nghiệp lực của chúng sanh, thứ nghiệp chướng vô minh bao trùm khắp chúng sanh trong vũ trụ. Có người bị ảnh hưởng nặng hơn, có người bị nhẹ hơn, có người không bị ảnh hưởng. Nghiệp lực vô minh này rất sâu nặng, bởi thế chúng sanh đời đời kiếp kiếp bị nó bao vây, không thể thoát ra được, không thể khai ngộ, thật là tội nghiệp. Nhưng có một phương pháp có thể thoát ra khỏi cái túi vô minh đó. Bất cứ túi gì nó cũng có chỗ để chúng ta bỏ vào và chỗ đó cũng là chỗ có thể lấy ra nếu như chúng ta biết chỗ nào là chúng ta có thể chạy ra được có người đã chạy ra được nhất định sẽ biết chỗ đó họ sẽ chỉ chúng ta biết chỗ nào có cửa và nếu chúng ta theo họ có thể ra được ngay đó là việc rất dễ dàng những người không muốn đi ra là vì họ ở trong cái túi đó đã quen họ quên mất là cần phải đi ra chúng ta nghe nói có những tù nhân bị nhốt trong tù một thời gian rất dài, bị nhốt trong căn phòng nhỏ tố tâm đã lâu. Khi hết hạn, gần được thả tự do, lúc đó họ lại sợ ra ngoài. Sợ không hòa hợp với xã hội, họ quên mất bên ngoài thể được tự tại như thế nào, có cái gì tốt đẹp, bởi vậy họ không thích ra ngoài nữa. Con người chúng ta cũng vậy, ở thế giới này lâu quá sẽ quên mất, cho nên nếu bây giờ có người nói có những cảnh giới khác rất cao rất đẹp rất tự tại muốn gì cũng có chúng ta sẽ không dám tin có tin cũng nửa tin nửa ngờ mà thôi bởi vì chúng ta không thấy được vì cái túi này rất lớn muốn đến được nơi có cửa để đi ra cũng phải cần một khoảng thời gian thí dụ quý vị ngồi đây nếu muốn đi ra cửa cũng phải mất đến nửa phút mới đến nơi vì họ không có lòng nhẫn nại không biết thật sự có những cảnh giới tốt hơn hay không? Sau khi rời khỏi thế giới này, sẽ gặp những cảnh giới gì? Tâm họ không tin tưởng gì cho lắm, nhưng nhất định rằng sẽ có những cảnh giới tốt đẹp hơn. Nếu chúng ta tin Phật giáo, đọc những kinh điển thấy Phật Thích Ca Mâu Ni và đệ tử của Ngài, kể cho chúng ta nghe rất nhiều cảnh giới cao quý, đẹp đẽ. Nếu chúng ta tin cơ đốc giáo của Chúa Giêsu Kitô trong Kinh Thánh cũng nói đến những cảnh giới rực rỡ những thể nghiệm tươi đẹp nói đến thiên quốc có nói đến thể nghiệm của người xưa ấn độ giáo hồi giáo cũng có nói đến những thể nghiệm cao đẳng bên trong nhưng vì chúng ta không biết cho nên nghĩ rằng họ kể những chuyện nhi đồng kể chuyện thần thoại cho trẻ con nghe thật ra không phải như vậy những cảnh giới đó không phải là chuyện thần tiên vốn không phải là chuyện bịa đặt có những người tu hành thấy được những cảnh giới đó, thể nghiệm được những nơi lộng lẫy và khi trở về họ viết để lại. Nhưng vì là những thể nghiệm tu hành nên họ không thể nói công khai, cho nên ghi lại thành truyện cổ người có tu hành đọc hiểu được. Như là truyện Đại sư Huyền Trang trong Tây Du Ký, đó là chuyện thật chứ không phải giả. Nhưng cách nhìn của Đại sư Huyền Trang khác với chúng ta. Ngài tu hành rất cao, lúc đó. Ngài đã đạt được thiên nhãn, thiên nhĩ, cho nên ngài nghe nhìn mọi vật khác với chúng ta, nhưng ngài không thể tiết lộ thiên cơ, vì vậy viết thành truyện rất hay. Thí dụ Tôn Ngộ Không có 72 phép thần thông, trư Bát Giới thích ăn ngủ và hưởng thụ thế giới. Những nhân vật này biểu hiện cho đầu óc của chúng ta. Chúng ta đều có Tôn Ngộ Không và Trư Bát Giới Tôn Ngộ Không biểu hiện cho đầu óc có lực lượng to lớn của chúng ta, thông thái trong cách làm việc. Nếu nhìn sâu vào cốt truyện, sẽ không thấy có gì là thần bí cả. Tu hành cao một chút, có thể sẽ có thể nghiệm. Ma quỷ, yêu quái, tượng trưng cho chướng ngại tu hành của chúng ta. Nữ sắc, danh lợi, những ảnh hưởng xã hội là những thứ yêu quái. Mỗi ngày chúng ta gặp rất nhiều những thứ yêu quái đó, không phải chỉ đi Tây Phương thỉnh kinh người tu pháp môn quán âm có ít yêu quái hơn nhưng không phải là không có càng tu hành càng gặp yêu quái vì chúng rất thích đến để khảo chúng ta chúng muốn biết bản lãnh của chúng ta cao cường như thế nào nếu chúng ta thật sự có bản lãnh cao cường yêu quái sẽ càng khâm phục sau này chúng sẽ biến thành hộ pháp cho chúng ta sẽ biến thành đệ tử của chúng ta nếu như bản lãnh chúng ta không cao cường sẽ bị chúng mê hoặc rớt xuống một hai đẳng cấp là tiêu đời. Thí dụ, chúng ta tu hành lâu lắm đạt được đẳng cấp này. Khi yêu quái đến khảo nghiệm, chúng ta không đủ thần thông. Thần thông có nghĩa là bản lãnh, ý chí, trí huệ. Chúng ta không đủ trí huệ để chống cự lại chúng, sẽ bị chúng quấy nhiễu, làm động tâm, đẳng cấp của chúng ta sẽ bị tuột xuống. Đẳng cấp càng cao, khi bị tuột xuống càng khó bò lên trở lại, cho nên tu hành càng cao càng có nhiều khảo nghiệm, nhiều chướng ngại. Thí dụ Phật Thích Ca Mâu Ni khi chưa thành Phật, Ngài đã quyết tâm ngồi xếp bằng dưới gốc cây bồ đề cho đến khi nào khai ngộ mới rời khỏi chỗ đó. Vì Ngài đã tu rồng rã 6 năm trời chưa thành Phật nên cảm thấy rất buồn bực. Ngài nhất định lần cuối cùng này là phải thành, không thành Phật là không xuất định. Lúc đó bên trong Ngài có sự giằng co, một bên là đầu óc kêu Ngài xuất định đi, vì tê chân và mỏi lưng, thành Phật làm chi, vân vân. Còn một bên là những ký ức trong quá khứ hiện ra, nào là vợ đẹp, con xinh, đời sống nơi hoàng cung huy hoàng, thoải mái, mời. Gọi ngài quay về, đời sống sẽ dễ dàng, thoải mái hơn, với vợ hiền, con ngoan, nhớ quá, hãy về làm vua sướng hơn, vân vân, thành Phật làm chi đó là sự giằng co bên trong đầu óc không có yêu quái nào đến từ bên ngoài nhưng vì trong kinh điển nói có ma quỷ đến khảo ngài chúng ta cũng tin có thể ma quỷ từ bên ngoài là vì do tư tưởng chúng ta biến hóa tạo thành quý vị có tin như vậy không tin à thí dụ như một người có tư tưởng rất xấu như muốn giết người nơi mình ở sẽ có những thú dữ hoặc thứ độc địa như beo cọp rắn rít bò cạp vân vân sẽ chạy ra. Nếu thiên nhãn của chúng ta đã mở, sẽ thấy được tư tưởng của con người. Thí dụ có người muốn giết người, người đó sẽ thấy đao, kiếm, cung tên hiện ra. Cho nên nếu có người muốn hại ai, cũng có thể thấy yêu quái hiện ra trong đầu óc họ. Bởi vậy, chúng ta nghe nói, nhất thiết vi tâm tạo, không trời, không Phật, cũng là nghĩa đó. Đó là lý do tại sao yêu quái Phật Bồ Tát cũng là sản phẩm của chúng ta. Chúng ta có thể tạo ra Phật Bồ Tát và cũng có thể tạo ra yêu quái. Cho nên con người có được năng lực để chọn làm Phật Bồ Tát hoặc làm yêu quái. Ở đây có ai muốn chọn làm yêu quái? Dơ tay lên thử coi. Có ai muốn làm Phật? Dơ tay lên. Làm ma cũng không muốn. Làm Phật cũng không. Vậy muốn làm gì? Làm người chỗ tiễn à? Làm người rất tốt tôi đồng ý còn làm phật hơi khó vì cần phải tu hành rất khổ cực phải ăn chay trì giới thiền định phải có trí huệ còn chúng ta không muốn ăn chay không muốn trì giới ăn chay cũng là trì giới vì không sát sanh bao gồm cả việc không trực tiếp giết hại người ta giết cho chúng ta ăn cũng thuộc về hưởng thụ trên sự giết chóc đó cũng là một thứ sát sanh vì thế trì giới không tiện phải không chúng ta đã quen ăn thịt uống rượu. Bây giờ bảo trì giới, thấy ngứa miệng, khó chịu. Vậy làm sao trì giới được? Còn thiền định nghe nói rất khó nữa. Từ xưa đến nay nghe nói tu thiền rất là cực khổ. Phải xa lìa thế giới, một mình trong hang động, mấy năm trời không ra ngoài, ăn rau cải dại, uống nước suối, mỗi ngày phải tọa thiền 24 tiếng, vân vân mới gọi là thiền. Vì nghe nói như thế, chúng ta hoảng sợ người phàm phu cho rằng không bao giờ có được trí huệ của thánh nhân nên khi nghe nói đến giới định huệ là đã rung rồi chúng ta muốn làm người thôi không muốn làm phật nữa làm phật quá khổ vậy bây giờ chúng ta thảo luận coi có nên làm người hay không làm người ra sao khi mới ra đời không thể làm gì được hết đến mấy năm trời mỗi ngày để người ta đúc cho ăn cho mặc tắm gội cho chúng ta khi lớn lên một chút cũng vẫn còn làm phiền người dẫn đi học phiền người ta dạy cho a b c vẫn phải nương sống vào cha mẹ nhờ vào thầy cô để có được một chút kiến thức về học vấn khi lớn lên một chút nữa vẫn phải học ở trung học vẫn còn phải nhờ vả vào cha mẹ và thầy giáo khi lớn tí nữa vào đại học và vẫn sống trong tình trạng nhờ vả như xưa sống như vậy cho đến hai mươi mấy năm đối với xã hội như vô dụng sau này lớn thêm nữa có thể đi làm lập gia đình lập nghiệp tự nuôi sống lúc ấy có thể nuôi cha mẹ và cống hiến cho quốc gia trải qua hai mươi năm nữa già đi khi chúng ta đến năm mươi tuổi coi như tới tuổi già cảm thấy làm việc không còn ý nghĩa gì nữa và bắt đầu nghĩ đến tiền hồi hưu tiền dưỡng lão khi già rồi không còn răng nữa mắt đã mờ đi đứng không vững con cái rời khỏi gia đình có đứa ra nước ngoài hoặc đi làm việc và chúng ta bị đưa vào viện dưỡng lão lúc đó niệm phật cũng dễ quên ăn cơm cũng không tiện ngồi thiền hết được đời người chúng ta chỉ có như vậy thôi sao làm người là như vậy đó à. Thấy có ý nghĩa gì không? Có thú vị không? Đời sống như vậy có đẹp và dễ thương không? Dù cho có quyền cao chức lớn mấy đi nữa, cũng giống như tình trạng đó mà thôi. Vậy quý vị có muốn trở lại làm người một lần nữa không? Dù cho làm người ở trong tình trạng tốt nhất đi nữa, cũng giống như thế. Cũng có ngày bị nhức răng, nhức đầu, đau bụng, có lúc không ngủ được bệnh hoạn khổ sở, vợ chồng cãi vã, con cái bất hiếu, còn chưa kể đến những chuyện bất hạnh khác như làm ăn thất bại, bị lường gạt, tiền bạc hoặc còn trẻ tuổi, bị bệnh hoạn gần chết. Gương mặt khóc khát, hoảng sợ, không giống như người bình thường. Đây cũng là một phần trong đời người. Nhưng tôi nói cho quý vị hay là những người tu pháp môn quán âm không bị bệnh thê thảm như vậy. Cũng có những đồng tu bị giải phẫu nhưng gương mặt vẫn sáng suốt cho dù có bị mổ mấy lần đi nữa nhưng nhìn họ vẫn thấy khỏe hơn so với những bệnh nhân khác có cùng tình trạng cho nên tình trạng của người tu pháp môn quán âm và người không tu hành có khác nhau người ăn chay và người ăn thịt khác nhau rất nhiều trong bệnh viện đầy dẫy những bệnh nhân ăn thịt người ăn chay ít khi vào bệnh viện nếu có họ cũng mau xuất viện hơn người khác nhưng phải tu pháp môn quán âm để được như vậy, vì tu pháp môn quán âm sẽ câu thông được với lực lượng tối cao, lực lượng nguyên thủy, cho nên chúng ta có thể mở được lực lượng lớn nhất của chúng ta ra dùng. Những tình trạng trong thế giới vật chất không ảnh hưởng đến chúng ta nhiều lắm, vì chúng ta có sức bảo hộ. Thí dụ như, dù có mưa nhỏ đi nữa, nếu không có áo mưa, chúng ta vẫn bị cảm như thường. Nếu đi bộ một vài tiếng đồng hồ, sẽ bị ướt hết còn nếu như chúng ta có áo mưa, dù cho có mưa lớn đi nữa cũng không ảnh hưởng gì đến chúng ta bao nhiêu. Tu pháp môn Quán Âm cũng như một thứ áo mưa vậy, bên trong chúng ta có lớp áo mưa lớn có thể bảo hộ chúng ta khỏi sự ảnh hưởng của những nguy hiểm khác xâm nhập. Nhưng vì chúng ta không có thứ áo này, bởi thế đời sống chúng ta khổ sở và yếu hèn như vậy. Nếu chúng ta mặc thứ áo bảo hộ đó chúng ta sẽ sống một cuộc sống rất vui vẻ và đơn thuần, không bị nhiều ảnh hưởng khác. Phật Bồ Tát thì khác với chúng sanh có bấy nhiêu. Các ngài mặc lốc áo bảo hộ, còn chúng ta cũng có nhưng không chịu mặc. Do đó các ngài đến thế giới ta bà, ăn ở cùng chung một hoàn cảnh và làm việc giống như phàm phu. Nhưng các ngài rất tự tại và vui vẻ. Vì sao vậy? Vì các ngài dùng lực lượng vạn năng của các ngài, mở tài sản của các ngài ra dùng, còn chúng ta không mở được. Cho nên tình trạng của chúng ta hoàn toàn khác hẳn với các ngài. Nếu chúng ta biết được lực lượng vạn năng này ở đâu và đem ra dùng, chúng ta sẽ giống như Phật Bồ Tát vậy. Chính vì vậy, nên Phật Thích Ca Mâu Ni nói: Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Chúng ta đều có Phật tánh, nhưng vì không tìm ra được, cho nên chúng ta bị đau khổ và trở thành phàm phu như vậy. Nếu chúng ta tìm được Phật tánh, sau này sẽ biến thành thánh nhân, thành Phật Bồ Tát rất dễ dàng. Phật Bồ Tát các với chúng sanh chỉ ở chỗ là các ngài đã tìm được, còn chúng ta chưa tìm được mà thôi. Vị Pháp Sư Pháp Quang ở Nghi Lan, bề ngoài, ông ta cũng giống như chúng ta. Bây giờ, ông đã già lắm, đã 80 tuổi, nhưng gương mặt ông rất đẹp, đỏ hồng và rất khỏe mạnh. Tiếng nói của ông rất mạnh và lớn, hát rất hay. Ông không bị áp lực của tham, sân, si và sự đau khổ của sanh lão bệnh tử đè nặng. Chỉ chờ thời gian đến là ông bản sanh, nhắm mắt là đi liền. Còn chúng ta muốn nhắm mắt để vãng sanh cũng không được, vì nghiệp chướng của chúng ta sẽ lôi kéo, sẽ khủng bố, sẽ trừng phạt chúng ta. Vì vậy, đa số những người không tu hành, khi vãng sanh thấy rất khó khăn và đau đớn, cảm giác như hàng ngàn con rít cắn toàn thân vậy. Quý vị thấy có người trước khi chết trông rất là đau khổ, muốn đi cũng không được, muốn ở lại cũng không xong, đó là vì chúng ta không chuẩn bị trước. Chúng ta có phương pháp để chuẩn bị trước. Cũng giống như khi còn là học sinh, trước khi đi thi, chúng ta phải học tập trước. Đến khi đó, chúng ta không sợ, thi rất nhanh và sẽ được tốt nghiệp. Nếu có người cũng học cùng khóa, cùng trường, nhưng trước khi thi chưa học và không tập làm bài. Khi đi thi đương nhiên tâm không được an ổn, không tốt nghiệp được. Chúng ta đã biết là làm có người cũng không làm được gì nhiều. Không có ý nghĩa gì lắm. Cho dù nếu có ý nghĩa đi nữa, cũng chỉ 100 năm, đa số quý vị tuổi đã hơn nửa đời. Chỉ còn sống thêm được vài chục năm nữa thôi nếu chúng ta không chuẩn bị trong vài chục năm còn lại này, khi chết chúng ta không biết sẽ đi về đâu. muốn ở lại thế giới ta bà này cũng không được. thí dụ nếu chúng ta chỉ muốn làm người thôi, không tham gì hơn nữa, không tham làm phật làm chi cho cao, rất khiêm tốn, tự cảm thấy mình không tốt để làm phật cũng được, nhưng chỉ sống đến một trăm năm là vãng sanh, không thể nào ở lại thêm. khi chết cũng muốn trở lại làm người cũng không thể được chúng ta hy vọng thân nhân vãng sanh sẽ đến được một nơi nào đó nhưng nếu chúng ta tin rằng họ đã giải thoát không cần phải mời nhiều pháp sư đến để làm pháp hội tụng kinh cầu nguyện cho linh hồn họ được giải thoát nếu chúng ta tin họ đã giải thoát không cần phải giết heo giết bò mua rất nhiều phẩm vật để hối lộ phật bồ tát và quỷ thần giúp cho linh hồn thân nhân được giải thoát nếu chúng ta tin rằng thân nhân vãng sanh đến chỗ sung sướng Mỗi năm chúng ta không cần phải mua giấy vàng bạc đốt ở ngoài đường để cúng dường cho linh hồn họ. Nếu chúng ta tin rằng họ vãng sanh đến Tây phương Cực Lạc, nơi đó không cần dùng những thứ tiền giấy này. Thứ giấy tiền vàng bạc là để cho ma quỷ, cho cô hồn dùng thôi. Thật là tội nghiệp, như vậy là trong tâm chúng ta đã hoài nghi, đã biết rằng thân nhân chúng ta không thể giải thoát vì chúng ta thấy đời sống của họ không thích hợp với đạo đức lúc còn sống. Chúng ta tin rằng họ không thể lên thiên đàng được, chỉ có xuống địa ngục, sẽ ở trong cảnh giới u minh, cho nên chúng ta đốt rất nhiều giấy vàng bạc. Thứ đó là để cho ma quỷ dùng, Phật Bồ Tát không dùng những thứ đó. Tôi chỉ nói lời chân thật cho nên nhiều người không ưa thích. Đây là điểm tránh của vấn đề. Vì lời thật nghe rất trái tay, nhưng không nói sự thật thì nói cái gì đây? Thế gian tràn đầy những đạo lý giả dối. Chẳng lẽ tôi đến đây nói thêm đạo lý giả để mất thời giờ của quý vị hay sao? Tôi chịu không nổi cho nên nói trắng ra hết. Nếu quý vị không thích, xin tha thứ cho. Chúng ta đã biết thân nhân chúng ta không giải thoát được. Dù đã mời nhiều pháp sư đến để cúng tế và cúng dường rất nhiều tiền bạc. Tôi cũng tin rằng không có ích dụng gì cả. Tôi chỉ tin rằng nếu người nào làm việc tốt, cá nhân người đó sẽ được hưởng phước báo. Và nếu họ tu hành, cá nhân họ sẽ được giải thoát. Tôi không tin rằng người khác có thể tu dùm chúng ta. Tiền bạc không thể mua được công đức và sự giải thoát. Tôi tin rằng thịt heo, thịt bò không thể hối lộ được quý thần. Và hoa quả, nhan đèn cũng không thể hối lộ được Phật Bồ Tát. Tôi chỉ cố hết sức thuyết pháp cho những người còn sống nghe chân lý để họ phân biệt được những gì tốt hay xấu mà thôi tôi nói rất rõ ràng để cho những người thông minh hiểu rõ như thế nào để họ tự lựa chọn tôi phải cam chịu sự hiểu lầm để nói ra hết không đợi đến khi người ta chết rồi để nói chân lý cho xác chết nghe bởi vì lúc đó đã quá trễ những người có phước báo sẽ lên thiên đàng họ không còn ở đó để nghe tụng kinh còn phật bồ tát biết hết kinh điển không cần phải tụng kinh để cho các ngài nghe nữa. Linh hồn người chết đã đi rồi, nếu có phước báo, họ sẽ lên thiên đàng, nếu không có, xuống địa ngục. Không có ai ở đó để nghe cái gì cả. Lúc còn sống bình thường, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ còn chưa tan rã, thần thức và trí thông minh còn đó, còn chưa lãnh ngộ được, đợi đến chết làm sao có hy vọng? Phật Thích Ca Mâu Ni và các thánh nhân khác có nhấn mạnh là thân người rất quý báu vì có thân người mới tu được lúc có thân người không tu đợi đến chết làm sao tu đây tôi tin rằng ai tu người đó chứng cho nên chúng ta không tin rằng thân nhân chúng ta sẽ lên trời vì thế mỗi năm đến ngày dỗ mua nhiều phẩm vật cúng lại quỷ thần hối lộ diêm vương để cho thân nhân chúng ta được tự tại một chút đốt nhiều tiền giấy cho thân nhân tại âm phủ dùng bây giờ có một phương pháp tốt hơn và văn minh hơn có thể cứu thân nhân chúng ta vì các ngài thấy chúng ta có lòng hiếu thảo như vậy nên rất cảm động thí dụ phật bồ tát thấy thân nhân quý vị chết mỗi năm quý vị mời pháp sư đến ngày tối tụng kinh làm náo nhiệt hoặc là mua nhiều thứ giết bò giết heo để cúng dường ngài thấy việc làm đó không những vô ích còn tạo thêm nghiệp chứng nữa vì vô minh không biết nên giết bò, heo để cúng. Nhưng vì thấy quý vị có lòng hiếu thảo, thành tâm cầu xin Phật Bồ Tát cứu giúp cho cha mẹ thân nhân, nên có thể Ngài rất cảm động. Ngài đến nơi những người con hiếu thảo đó và cho họ biết bây giờ cha mẹ của họ đang ở địa ngục. Làm sao biết được như vậy? Vì nhìn vào đời sống lúc thân nhân khi còn sống là biết ngay. Lúc họ còn sống, làm biết bao nhiêu chuyện sát sanh, ăn thịt, uống rượu không làm những việc đạo đức không bố thí không tôn kính người xuất gia hoặc người có đạo đức không nghe những gì về đạo đức không khuyến khích người ta làm việc đạo đức và chính bản thân cũng không làm nữa cho nên bây giờ họ đã xuống địa ngục có giết bò giết heo cúng giường cũng vô dụng mời nhiều pháp sư đến tụng kinh cũng vô dụng nhưng ta biết có một cách để cứu giúp cho cha mẹ của ngươi nếu ngươi thích Ta sẽ nói cho nghe. Quý vị nghĩ coi, nếu chúng ta là người con có hiếu thảo, có muốn nghe hay không? Đương nhiên là muốn rồi. Tôi cũng có cha mẹ, cũng muốn khi họ chết được siêu sanh. Tôi đã tu nhiều kiếp cũng vì thương cha mẹ, vì chúng sanh mà tu hành, tức là vì cha mẹ. Trong kinh Phật có nói tất cả chúng sanh đã từng làm cha mẹ hoặc làm thân nhân, bạn bè của chúng ta vì đời đời kiếp kiếp bị luân hồi, cho nên chúng ta có quan hệ với họ. Khi tôi còn chưa thọ pháp với sư phụ tôi, Ngài nói trước thính chúng là người được truyền tâm ấn là năm đời thân nhân họ được siêu sanh. Nghe câu đó, tôi liền thọ tâm ấn. Lúc đó tôi chưa biết Ngài nhiều, chỉ gặp Ngài có một lần, chỉ đọc qua sách của Ngài thôi. Nhưng vì được nghe là năm đời thân nhân được siêu sanh, cho nên tôi vội xin thọ pháp cũng vậy tôi không tụng kinh cho quý vị không cầu xin hối lộ phật bồ tát chỉ dạy cho quý vị biết phương pháp để có thể cứu từ năm đến chín đời thân nhân của quý vị và cho chính bản thân quý vị nữa thứ lực lượng bên trong này không nhìn thấy được nhưng rất là quan trọng chúng ta vẫn có thể giữ truyền thống bên ngoài như thường như phật tử có thể đem hoa cúng dường phật thiên chúa giáo vẫn có thể đi nhà thờ vẫn có thể hát thánh ca nhưng bên trong phải tu hành giống như chúa giêsu kitô vẫn phải tu hành để đạt được thiên quốc ngài nói thiên quốc ở bên trong chúng ta ngài không nói rằng học ở bên ngoài nhưng ngài vẫn giữ theo truyền thống trong thánh kinh có nói chúa giêsu kitô đã đắc đạo nhưng ngài vẫn đến gặp thánh john để cho ông ta làm phép rửa tội thánh john nói Ngài tu hành cao như vậy, làm sao tôi rửa tội cho Ngài được? Nhưng Chúa Giêsu nói rằng, nên làm như vậy. Không phải Chúa Giêsu không biết rằng, nước không thể rửa tội cho Ngài và Thánh Trôn cũng biết như vậy. Vì hai vị này là vĩ nhân, cho nên các Ngài hiểu nhau. Người ngoài không thể hiểu được. Ý Ngài là không cần phải thay đổi. Vì nếu thay đổi phong tục, những người thời đó sẽ có tâm hoài nghi. Vì họ không quen, cho nên Chúa Giêsu vẫn để cho Thánh Rôn dùng nước rửa tội cho Ngài. Cũng tình trạng như vậy, tôi mặc áo cà sa này không có nghĩa là bài trừ tín đồ Thiên Chúa Giáo. Tôi vẫn để cho đệ tử giữ phong tục Phật giáo của họ, xuống tóc và thọ giới cho họ. Nhưng tôi không bao giờ nói câu bài trừ tín đồ Thiên Chúa Giáo cả. Tôi vẫn khuyến khích họ tiếp tục tin Chúa Giêsu Kitô không cần phải biến thành Phật tử. Thọ Pháp với tôi Quý vị không cần phải theo Phật giáo. Quý vị vẫn làm việc của quý vị. Quý vị có thể đi nhà thờ, đọc thánh kinh và tin Chúa. Tôi chỉ giúp quý vị tìm được Chúa Giêsu Kitô mà thôi, giúp quý vị tìm được thiên quốc bên trong như Chúa Giêsu Kitô đã nói. Thiên quốc ở bên trong ngươi. giả vừa nghe bài khai thị của Thân Hải Vua Thượng Sư tại Bần Hồ Formosa vào ngày 12 tháng 11 năm 1987 với chủ đề Sự khác biệt giữa Phật Bồ Tát và phàm Phu. Bài đọc được trích từ bộ sách Bí quyết tức khắc khai ngộ, hiện đời giải thoát, sách khai thị, quyền 10.